Cây này cây trung nu nha bạn, cây này thành phẩm rồi. Trung nu và cái dòng này nu đó, dòng này nu chắc. Bạc nó lên màu đồng luôn. Cái sẹo này mình quay cái sẹo cho bạn coi. Cái sẹo nó mướm chưa hết nha bạn. Trung nu rất là khó nuôi sẹo, nó khó nuôi sẹo hơn cây cầu công với cây lê da đen. Sẹo nó khó nuôi. Cái này cái sẹo cũng phải ngón tay cái mình nè. Bên đây thì nó bên đây nó còn cái vết sam này cũng ngón tay cái mình nó. Mấy cái này thì muốn bao thì về phải nuôi cho mạnh, thả mấy cái tược vòng vòng đây nè, chứ nếu mà để vậy thì nó sam cứ ngắt. Cây này hoành được 35, chỗ này 35 nè bạn. Cái tàn ngang được 65. Chiều cao nó khoảng 50. 47 48 mà chứ không tới 50. Cây này cái tàn cũng mịn già dữ lắm nè. Cây này nếu ở gần thì mình giao. Ở gần nhà vòng vòng khoảng gần gần thì mình giao luôn, còn như xa quá thì phải ship mà. Tại những cái cây này cái tàn nó rất là dễ gãy. Nó va chạm nếu đóng không kỹ là nó gãy liền, tàn nó mịn như vậy. Ở gần mình thăng luôn cái chậu này 200.000. 200-250 xi măng. Ok rồi bạn. Đế nó cũng đẹp, đế cũng được. Đế kiểu hồi xưa thôi. Búa vòng vòng nhìn chắc cây thôi chứ không phải là đế sắp. Mau ra nha bạn, đế ra thôi. Có một cái rễ chỗ này đục xéo xéo này, chuyển vô. Nói chung cây thành phẩm giờ cũng cạn rồi bạn ơi. Đa phần cây phôi giờ cũng cạn nữa, nên mình cây phôi mà nhiều khi mình kiếm cũng không ra. Phôi mà nhiều khi giờ mình kiếm hôm nay mà nhiều khi mình mua phôi mà mình mua còn mua không có, giá đắt quá, mà nhiều khi mình mua không nổi nữa. Cây thành phẩm giờ nó cũng hết rồi. Giá nó đắt, nhiều khi mua không nổi. Nay quay một số cây thành phẩm vườn con em để bán nè. Hết cây. Qua vườn con em quay bán luôn. Bán bớt số. Trung nu nha bạn. Cây này nó già hết biết cái tông cây bài. Già hết biết.